Khu đô thị mới Tân Tây Đô, tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, do công ty cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư và công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh là nhà phân phối sản phẩm chính thức. Khu đô thị mới Tân Tây Đô nằm trên mặt đường 32, tiếp giáp với đường Cầu Giấy nối dài cách Mỹ Đình 8 phút đi ô tô, gần các khu đô thị mới như Vân Canh, Xuân Phương, Kim Trung, Di Trạch, Bắc Quốc lộ 32. Đặc biệt, tuyến đường quốc lộ 32 sắp hoàn thành sẽ tạo thành chuỗi liên kết các khu đô thị trục phía Tây Hà Nội. Khu đô thị mới Tân Tây Đô bao gồm trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở thấp tầng và chung cư. Trong đó, chung cư Tân Tây Đô gồm 3 tòa nhà chung cư với 6 đơn nguyên cao 25 tầng. Công ty Cát Xanh miền Bắc chính thức mở bán tòa nhà CT2A. Tòa nhà có tổng diện tích sàn xây dựng 41.830 m², được khởi công tháng 10 năm 2010 và hiện tại đang xây đến tầng 6, dự kiến bàn giao nhà vào năm 2013. Tòa nhà có thiết kế hợp lý, vị trí mặt bằng đường quốc lộ 32 đẹp nhất khu đô thị, trong đó các chức năng dịch vụ thương mại và siêu thị ở tầng 1 đến tầng 3. Các căn hộ chung cư thiết kế hợp lý được bố trí từ tầng 4 đến tầng 23, tầng 24 và 25 là các căn penthouse. Phần nhà ở chung cư CT2 bao gồm các loại diện tích khác nhau từ 76,3 m² đến 107 m², đều thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ với mức giá chỉ từ 15.300.000 đồng một mét vuông. Chung cư Tân Tây Đô chính là một sản phẩm có sức cạnh tranh về giá, đột phá về chất lượng trên thị trường chung cư Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Xin vui lòng liên hệ công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền Bắc, số điện thoại 0437 246 888 hoặc di động 0938 991 991.